Anh Minh, chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Thì bữa nay hết bão rồi cô chú anh chị mình. Thì em sẽ wheel tôm lại cho cô chú anh chị mình xem. Không biết ở dùng cô chú anh chị mình bảo dữ không chứ ở đây không có nhiều. Nói chung là hôm qua nay không có mưa nhiều cô chú anh chị mình. Mấy ngày trước thì mưa nhiều. Thì bữa nay thì nắng ngon lành này. Thì để dở cái ao xuống cho cô chú anh chị mình xem. Mười mấy ngày hết đi. Nay 20 ngày rồi. Nó có con bự gì. Tôm nó đen ghê ta. Cái lùm từ lùm từ trước của mình từ cái ông xuống mình từ trước mình thả nó qua đen. Gió sẽ bóng người tôi thấy không? Cái này có ao sang ra được. Nó tạo cái dày mới được cô chú anh chị mình, tạo càng dày càng tốt. pH không quan trọng đâu, pH ở 90 luôn không sao. Ao này hiện pH đang 90 nè. Ngoài này làm gì sâu quá. 20 ngàn. Tốc độ mà 20 ngày nó cũng như thẻ thôi ha. Ừ. Như thẻ luôn đó chứ. Thẻ 20 ngày nó cũng chẳng chạng vậy, nhất con này xúc vậy. Môi trường thì ao xuống nó phải xanh xanh đột xuống thì cũng chứ. Chung là cũng bảo mình chẳng chạng. Chung là mùa này khó là dáng dưỡng đường ruột thì cô chú chị mình nha. Cái ao này cường đề kháng cho tôm lên. Cái ao này thì đánh đồ ít lắm, hôm nào hôm nay quýnh mới có mấy bô vui à. Dù thật. Hết thức mà nó dù. Ao này quýnh mới có như 3-4 bao canxi đó với nửa bao vui nóng. Chưa có đánh gì tại nó còn nhỏ, mình không có đánh nhiều để cái nước mình cái dinh dưỡng nó cao quá. 20 ngày của chú anh chị mà nó cũng ăn cái bộ đôi cái dòng gan ruột nó chiên đặc trị gan ruột của chú anh chị mình ha. Cái đường ruột đường thui á anh ơi. Đó thấy đó. Với lại cái khoáng tổng hợp của bên em đó. Đúng, 20 ngày mà nó cái này tính ra nó độ đâu có thu thẻ đâu. Phải không? Cái bóng gì có ngắt luôn. Thật là thật cái nó mỏng vỏ lắm, nó thật nó ra sát vỏ mà. Cái ao này là cũng xài men đúng thôi, cho nó rẻ tiền mà hiệu quả lắm. Đánh cái ao này cũng đánh ngừa núm đồng tiền hai lần rồi nè. Để tốt thả xuống gần 10 ngày đánh lần với cái này mới đánh lại 2-3 ngày trước vậy. Nói chung là phải đánh định kỳ à, cô chú chị mà. Cho nó ổn thì mình đỡ xử lý nhiều, còn mình quýnh mình sợ nó mới lên mình nó quýnh á thì nó sẽ tốn nhiều hơn mà nó không có hiệu quả. Thì đa số thì em áp dụng xài với định kỳ trước không à, như vậy nó vài ngày nữa em sẽ tự em đánh lại thôi chứ không có đợi cho nó mới lên. Rồi cái ao này thì cũng sắp tới chu kỳ đánh nữa nè, ao thẻ nè. Khi trời mưa gió nhiều cái 5 ngày đã đánh rồi. Rất là mưa gió mà trời mà nó không có nó không được trong á, mình phải đánh ngừa cái gắt một chút.
này nó bị, nó bị co cơ lên con này. Bị xíu quá. Nó lột nhiều. Cái này đúng tháng hả tía? Tháng. Đúng tháng rồi chứ kia mà. Sao nó không có vô nhá nhiều vậy ta? Không có gì đâu rồi, không có ăn chậm, ăn hết là được. Có anh dở lên, anh nói tôm nó ỉa không, nó không có dở không thấy. Phân không hả? Ừ. Sao không? Bình thường tốt thôi, tôm nó ăn tốc độ là được, cô chú gì mà. Cái này hiện ao này hiện ra cho ăn có một tiếng đổ lại nè, 50 phút đến 1 tiếng. Mà sao không thấy tôm? Nó vô như gần vài chục con kìa. Màu nước rồi cô chú anh chị men, nói chung là mưa gió rồi nó phải chuẩn thì cô chú anh chị mà kết hợp mình đánh à, nói chung là quan trọng nhất là cái núm đồng tiền dán lừa nó đừng nó dướng cái núm, núm vô là dễ hư đường ruột lắm, phân trắng đầu này nọ là cũng dần dẫn đến nó luôn đó. Thì cái bị không lớn đụng nó có thể là do nó gây luôn, tại vì con tôm nó ăn vô á nó bị hư cái đường ruột á, thành ra con tôm mình không có lớn, nó hoài nó nằm vậy hoài, mình nói là ớt bê luôn chứ thật sự những mẻ nó không bị ớt bê mà nó bị dính núm á, nó dân không lớn nha, nó ăn xong rồi nó bị hư đường ruột, nó không có hấp thu được nữa, nó không lớn, nó không có vô nhiều cái vậy à. Cái ruột lên nói chung là hết bão rồi, nói chung là ổn rồi đó. Ngày hôm nay ít đến khoáng quá, vậy nó thiếu khoáng. Trong bên con này thiếu khoáng là sao đây? Rồi ăn cái khoáng dinh dưỡng của mình vô nữa, với hỗ trợ đánh nước. Rồi chắc ép cái khoáng dinh dưỡng lên, để ép nó dài cử. Với lại tôm nó lột quá, nó sẽ yếu nha. Thì giờ này nói chung cũng nắng, bữa nay giờ này cũng nắng mà. Ao này 30 ngày. Ao xuống bình được 20 ngày. Xuống 20 ngày. Nói chung là về giá mà cần Tết này mà anh em nào mà nuôi trong này có tôm nó ngon ăn, ngon hơn cái đảo. Ai hầu như nay hầu như điếc rất là khó nuôi luôn, nghe mấy anh em than quá trời không biết sao, chắc không có Tết năm nay, nếu mà tình hình này Tết năm nay là từ đây tới Tết là tôm lớn có giá suốt luôn, nó có bị rớt giá thì tôm nó không có đủ nhu cầu thị trường á. Hiện ở đây giờ tôm đi chợ 40 con cũng nằm 170 ngàn rồi, quá im mà. Nó đâu nó bò nó te lòng liên thù bóng luôn. Cứng nước luôn. Cái ao xuống này nước rất là sâu của chứ nhỉ. Bây giờ chắc mà nếu mà giữa rúng chắc nó còn trên 3 mét thôi đấy. Cả đó đó. À nó sâu cực kỳ sâu luôn của chứ chị mà. Cái ống giữa đó, cái ống nó 4 mét đó, 4 mét mà nấu vô khúc nữa, nấu khúc ở dưới nữa. Gió của chú anh chị mình để cho thấy cái nhá nha, nhá nó rất là sạch của chú anh chị mình nha, nó không có bợn mà dính nhá nha, sú thường thường nó dơ chết là dễ dơ cái nhá này lắm nè, đường cái sú á, nói chung sú là nó dễ bị nhớ dòng nhớt lắm nha. Tôi này mới lọc nhiều. Nói chung là chỉ ăn gan ruột như mưa gió đầu tiếng mới ăn thường, chứ còn không thì gan nó 2-3 ngày nó dứt cử luôn của chúng chị mình. Nói chung là quan trọng là cứ hỗ trợ đường ruột, tăng cường thêm cái đề kháng cho con tôm. Số này em ăn mới con cử hay cử gan vậy à? Đa số em ăn đường ruột nhiều, nó quan trọng tôi chú tâm cái đường ruột nhiều. Thì ăn đường ruột với lại cái dinh dưỡng thôi. Tại vì con số này tóc gì thôi. Ủa đất. À, con số này nó
nó quan trọng là cái đường ruột nó thôi, chứ còn gan, cái đường ruột nó tốt là gan nó lên nè. Tại con sú này nói chung gan không cần ăn nhiều đâu. Nước chắc là sạch nè, nó gì chứ không có lợn cợn luôn chứ gì mà tôm nhỏ. Đâu có lợn, này em xài miếng núm giặt luôn nè. Tức là uống ăn núm còn cái nó rẻ tiền á, mà cái ăn núm thấy đánh thấy nó im á. Đánh nó thấy nước nó sạch. Này nó nuôi thấy cái nước nó không có lợn cợn nè. Chứ đúng ra cái sú cái này nó quậy nó cũng lợn cợn dữ lắm chứ. Ngày về cũng ok của chúng tôi nha. Nó mới lọc nhiều vậy, cái clip rồi mình quay cái clip này nó lạ, nó thấy luôn hả? Ừ. Con sú này nó chịu giọt, nó giọt cũng lẹ lắm. Đó, hai ao ăn cũng một gan ruột rồi, nói chung là cũng ăn có một lậu thôi của chúng tôi mà. Sú này đang đèn thui ngầu. Không, nhìn nó về tôi cứ mỏng vỏ chứ vô nó dày lắm ơi. Cứ ngắt à. Tại cái màu nó vậy. Này là em làm nước để em sang qua bên cái ao kia số nữa cô chú anh chị mà. Bóng nha. Quá trời này, đâu vậy? Vậy em đâu có sú, em đâu có cho ăn nhiều. Giai đoạn này em còn ăn chỉ hai cử hoặc giữ nào, nhầm khi nhà mưa em ăn một cử luôn chừng. Không có màu bóng. Nhà sạch ghê. Gió rất là sạch. Chung là mùa này cứ đẩy đường ruột lên cô chú anh chị em ạ. Cố gắng đẩy đường ruột mạnh lên. Tập trung cái môi trường. Cái nói chung là cứ xài mình cứ thứ nhất là mình giải quyết được cái nấm. Cái thứ hai nữa là mình xài vi sinh để mình làm cho cái nước nó sạch. Rồi hỗ trợ men đường ruột, cái ngừa phân đồ vô là cái chủ yếu đó thôi. Còn cái gan á, con tôm mình mà nó khỏe, cái ruột nó tốt, nó đi quá tốt thì cái gan nó mình dễ đưa lắm cô chú anh chị mình. Còn con tôm mà khi mà cái đường ruột mình nó không ổn á, nó yếu á thì mình có đưa cái gan có đưa nó cũng không có hề hấn gì đâu, nó cũng lên phần nào thôi chứ nó không có, nó không hiệu quả dữ. Còn mà cái đường ruột con tôm mình nó hấp thu tốt, nó tiêu hóa tốt thì cái đó, nó tự nó sẽ nuôi cái gan của nó. Thì mình tập trung với cái môi trường nước của mình nó sạch, nó ổn, nó không có bị dao động thì con tôm nó không có bị sốc, bị chết á, thì cái gan nó sẽ rất là bình ổn. Như thẻ này thì mấy bữa mưa gió thì cái gan mang ngày cử, còn như nắng này là chỉ 2 ngày luôn mới ăn. Em chú ý tập trung là cái đường ruột nhiều hơn. Cái này nó còn có con nó hơi bị đơ này. Cái này lát là xế của lấy khoan quýt, chiếc xế là khoan quýt này nè. Gió sạch kìa, thấy hả, gió sạch bóng rồi cô chú xem sao ngộ à. Sấm mà sấm mưa dở lên nó có cái đuôi nó không có đỏ hết, nó xanh xanh đỏ đỏ, mà cái chiều dở lên đuôi nó đỏ. Không phải thiếu oxy nha, từ từ tôm nó trắng vậy mà cái đuôi nó lòm à. Để chịu rồi. Ừ. Mà cứ sáng cái đuôi nó có pha hơi pha lên xanh không? Gan ly bít rồi lên, nói chung là người ta ngon lành rồi. Cái men núm nó quấn cái nước nó sạch lắm rồi chứ anh chị mà. Nha, mà cộng hưởng đánh mà cái dòng mà chị núm đồng tiền xuống nữa.
hai cái kết hợp nữa thì cái màu nước của mình nó rất là nhẹ nước nha. Nước nhìn đâu có cợn đâu, nó có cợn, cái này là cho nó cái đục này nó quậy thôi, chứ còn nó không bị cợn nước, cái nước nó rất là sắc, đâu có nó rất là khe, nó không có bị đục, nó có bị lần cợn lần cợn. Uống gì lắm, sôi tim luôn. Sao từ hôm bữa nay nó nhích nhích lên cái nó vô vô ít lại mà nó ăn lẹ hơn lúc hổm. Nói chung mùa này nó ăn, tại vì mình nói là nhiều anh em ăn tới một tiếng rưỡi rồi, chứ còn thật sự là ăn chỉ có 1 tiếng đồng hồ. Đấy em ăn có 50 phút 1 tiếng nè, nó vẫn lớn bình thường quá gì đâu. Này 30 ngày bình thường, phát triển bình thường, có bị đâu. Khoảng 500 con. À tiếp. Ừ. Đi mở quạt à. Nó đang quậy quá đục luôn cái giai đoạn này nè, cho nên em cũng giảm quạt, em chạy rất là chậm luôn, không có chạy mạnh nữa. Để cho nó để cho nó gom ra. Ồ, nhiều khi cô chú anh chị mình nghĩ nó sợ nó đục quá, sợ nó thiếu oxy, càng tăng quạt lên, mình tăng quạt lên chừng nào thì nước sẽ đục dưới cái này. Mình thấy nó đục cái tôi mình ăn yếu quá, mình sợ nó thiếu oxy gì đó, cái đó mình cứ tăng cường quạt, hoặc mình chạy sâu xuống là nó sẽ đục rất là dữ luôn. Nhưng mà em thì nó đục thì em không có tăng quạt mà sẽ giảm quạt lại, em giảm cho nó chạy nhẹ lại chút thì nó đỡ đục hơn. Thì qua cái chu kỳ con tôm mình nó ổn á, nó lọt qua khoảng 4-50 ngày là nó bớt quậy lại à. Cả cái dây này nó quậy thôi chứ 4-50 ngày cái lên nó đầu là nó bớt quậy lại. Sú này chạy rất là vàng hoạt kìa, đã suốt luôn. Hôm nay chơi lắp chơi hoạt động có vàng đó anh. Hạ giảm hạ xuống cho nó chạy yếu vậy đó, yếu hết khả năng luôn. Có thể cần thiết mình chạy thêm vàng nữa cũng được, nhưng mà mình chạy cái tốc độ cho nó chậm vậy, cho nó đầm để đưa cái bùng ra nó đỡ có phá của chú anh chị mình, để mình lấy nó ra được. Chứ còn bây giờ mình chạy á, mình tăng cái dòng tua nó cao lên á thì nó quýnh cái lượng mạnh đó, nó đục nó đục, nó sẽ càng đục thêm, thì càng đục ngày nào con tôm sẽ càng quậy gì đấy. Cho nên là từ cái chỗ đó mình không có xử lý được, cho nên là em chỉ có giảm dao này bữa dài là em giảm quạt nè, làm thấy nó bớt đục lên nè, từ từ nó sẽ bớt lại. Còn không á chạy qua đêm sáng ngày dao nó đục mò luôn của chú anh chị mình, nó muốn kẹo nước luôn. Nó đục tới nỗi mà khi mình tắt quạt cái bụng nó đóng lên bạc, thấy ghê không, một lớp bụng non bụng xa luôn. Nó vậy đó, mình chạy quạt mạnh là nó
nó đẩy đi dữ lắm, chạy từ từ cho nó cái diều diều nó đưa ra ngoài mình hút vô phòng mình lấy từ từ nó mới hết đục được. Chứ còn cái ao đất mình á nó đục nhiều, anh em mới hỏi sao khắc phục được, cái gì nó dưới có nước rồi mình si phong thường để mình tìm cái cách để mình lấy cái bụng nó ra và mình chăm bù nước lại nó thôi, chứ nói chung mình thay, nếu mà nó đục quá mình có thay nữa mà mình thay không đúng cách nó vẫn không hết đục, nó vẫn đục bình thường y chang. Chạy chậm gì vậy đó mà mới đây nó lên đục rồi, thấy chưa, lẹ lắm. Với lại cái ao này em cũng đã sửa lý đang xử lý nước, thì cái ao này thì xử lý xong rồi thì em chỉ chờ ghi màu thôi. Nó đồng với thuốc tím thì cái ao này nó hết chất rồi, nói chung là một bánh hôm nay cả nửa tháng hơn rồi, nó trong cái nó nhìn cái hố trồng vô luôn rồi, nó trồng quèo sâu lắm, mét mấy nước á mà nhìn nó trong vậy á, tại mình chưa có cây màu á, nó còn cái thuốc tím nó mới vừa hết, nó chưa có lên tảo được cô chú anh chị mình, cái để từ từ. Rồi ao này thì em đang xử lý nước, đó, em đang xử lý nước để mà em xử nước xong thì em sẽ đưa một ít suối gì đây. Thì ao này chắc khoảng tuần lễ nữa là sử dụng được, tuần lễ nữa đưa tôm về được à, để coi bên kia nếu mà nó bên đây làm xong là xong thì bên kia tôm nó tới cái lứa sang mình sẽ đưa về liền để cho nó giãn tôm cho nó khỏe của chú mình, chứ nó mình đưa đi sớm vậy con tôm nó sẽ mạnh hơn, chứ con sú mà để bự quá mình cái đang cái tuổi nó non tháng á, mà mình để nó bự quá mình sang đi đưa xa nó cũng dở lắm, cho nên là em sẽ sang sớm tí để cho con tôm đề kháng nó mạnh hơn. Thì sang cái cắt gì đây mới, tại bên kia nó dày nó xuống luôn cho nó dày, nó cũng dở lắm cô chú chị mình, cái ao kia nó có hơn ngàn mà em thả tới cái trăm rồi, thành ra tính ra nó dày lắm thì buộc em phải sang gì đây. Dạ giờ thôi em tiến với mình xin chào tất cả cô chú mình, thì có gì em chứ mình sẽ quay và cập nhật lại cho cô chú anh chị mình xem và theo dõi ha. Thương anh em thì đăng ký kênh ủng hộ cho anh Minh một like cho cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị nhiều, bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại. Cần cho chuyến về đầy năng lượng nha.